bao giang phước về nhà. Có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa, đời vui biết dường nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước, thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng. Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung, đời đâu biết mà ngờ, hào hoa số nặng thề. Bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng, đôi mắt đã tình yêu cô xin thề. Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Người mang tiếng đèo bồng, tình bay bốn lụy phiền khốn. Nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Rằng có người nào mà không mơ ước, thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng. Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung, đời đâu biết mà ngờ, hào hoa số nặng thề. Bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng, ánh mắt ta tình yêu cô xin mê. Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Người mang tiếng đèo bồng, tình bay bướm lụy phiền khốn. Nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Người mang tiếng đèo bồng, tình bay bướm lụy phiền khốn. Nhiều người khổ cuộc đời.